Ok, hello, chào mọi người. Đây là tập thứ ba của series cải tạo sân thượng. Hôm nay mình có một cái thông báo quan trọng với mọi người ha. Thật là rất là buồn khi mà bước mình có gieo hạt rồi đó. Thì hôm nay nay là ngày thứ ba thứ tư rồi. Và đã 99% là cái cây đã chết. Và chỉ còn có tí xíu mà có vài thấy mình chỉ thấy có vài cái sự sống ở trên đây nữa ha. Rồi, ok, giờ mình sẽ quay cho mọi người xem ha. À, đây là rau cải mà thấy thì rau cải thì mình gieo ít nè, đa số thấy nó sống nè, mọi người thấy không, cái xanh xanh nó xíu à. Ở đây một vài cây nó vẫn là sống mà mình gieo rất ít nè, cải gieo ít nên mình thấy là cái này sống gần như là toàn bộ. Còn bên đây là rau muống nè, rau muống là không thấy có một sự sống nè ha. Và dọc đây thì mình có gieo cà chua ha, và cũng không thấy có sự sống nào hết à. Cái miếng lớn này là mình gieo miếng lớn này mình gieo là rau muống và cà chua, nhưng mà cà chua thì không thấy có một sự sống nào ha. Nhưng mà có một tí xíu khi xíu tin vui nè, mọi người thấy không ạ? Mấy cái màu xanh á đó. Đó, mình nghĩ đây chắc là rau muống, có một vài hạt thì mình chắc nó đâm xuống đấy, này nó lên sự sống à, nó có sự sống rồi nè. Mình thì không phải là dân nông nghiệp ha. Trong đây có một xíu, có một cái nữa nè, đó xanh xanh đó mọi người đó. Mình là dân thành phố, không phải là dân làm nông ha, nên cái này mình không có biết và không có nhiều kinh nghiệm. Hôm sau mình sau thất bại này mình sẽ coi nhiều hơn mà học hỏi và làm cho cái lần sau sẽ tốt hơn à. Mình là dân thành phố nhưng mà không có biết trồng cây trồng cỏ hết ha. Mình thấy thấy cái khoảng sân này nó phí quá nên mình làm ha, mình làm rất là nóng vội. Mình tính mình ha, là có cái gì là phải làm ngay, không thôi để làm lệ nó qua đi là mình nguôi, mình sẽ không có cái cảm hứng là làm tiếp ha. Ở đây mọi người xem kênh mình á, vui lòng cho mình một vài ý kiến ha. Bạn nào có kinh nghiệm vui lòng cho mình một vài ý kiến nha, mình làm những là sau tốt hơn. Người ta nói thất bại là mẹ của thành công mà, mình sẽ cố gắng học hỏi. Mình thấy trồng mấy cái rau này ha, thấy cũng vui ha. Sáng sớm là chiều lên mình tưới và mình trồng cái gì đó thì mình sẽ có cái kỳ vọng ha. Ví dụ nó thấy nó không lên thì mình buồn, nhưng mà khi nó thấy nó nảy mầm như vậy ha thì mình cũng rất là vui ha, nó một sự sống mà. Cái gì rất là hay ha. Cái tập hôm nay hay thì là buồn, mình gieo bao nhiêu mà nó chỉ lên từng đó, mình thấy cũng buồn, nhưng mà làm sao mình sẽ không có nản lòng, mình sẽ tiếp tục làm, tiếp tục học hỏi. Mọi người mà xem kênh mình á có kinh nghiệm gì á chỉ cho mình để mình làm những cái sau tốt hơn ha. Ok, hôm nay tập này để đến đây kết thúc ha, chào mọi người ha.